Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Nền kinh tế với đôi chân què và cây nạn gỗ, môi tiền Mỹ cúng cho tàu sơi Sau 11 tháng, nền kinh tế Việt Nam xuất siêu đến 24,4 tỷ đô la Mỹ, hơn năm ngoái đến 14 tỷ đô la Tuy nhiên, chớ vội mừng vì con số này, bởi chỉ cần xem xét thành phần kinh tế nào mang về con số thẳng dư thương mại cho Việt Nam được biết, riêng khối có vốn đầu tư nước ngoài FDI hay còn gọi là khối ngoại đã đóng góp đến 73,4% tổng giá trị xuất khẩu, tương đương 224,57 tỷ đô la Mỹ. Trong khi đó, khối này nhập khẩu 181,08 tỷ đô la Mỹ. Tính ra, khối FDI đã mang về cho nền kinh tế Việt Nam đến 43,49 tỷ đô la Mỹ. Vậy câu hỏi đặt ra là khối doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp tư nhân, gọi chung là khối nội đã mang về cho Việt Nam bao nhiêu? hay chính họ đã làm cho nền kinh tế chảy máu ngoại tệ. Hình ảnh nền kinh tế Việt Nam đang dựa quá nhiều vào khối FDI. Cũng theo thống kê, khối nội đã xuất 81,49 tỷ đô la Mỹ, trong khi đó họ nhập khẩu lên đến 100,54 tỷ đô la Mỹ. Vậy là khối nội đã làm chảy máu ngoại tệ một con số không hề nhỏ, tương đương 19,05 tỷ đô la Mỹ. Năm ngoái, lượng kiều hối gửi về Việt Nam là 19 tỷ đô la Mỹ. Năm nay, Ngân hàng Thế giới dự đoán kiều hối Việt Nam là 14 tỷ đô la. Tuy nhiên, một số nhà bình luận kinh tế cho biết họ tin là kiều hối năm nay bằng hoặc cao hơn năm ngoái chứ không thể thấp hơn, bởi chưa bao giờ kiều hối Việt Nam tăng trưởng âm. Họ dự báo lượng kiều hối năm nay có thể từ 19 đến 20 tỷ đô la Mỹ. Nếu dự đoán này là đúng thì số ngoại tệ do khối nội làm chảy máu tương đương với lượng kiều hối gửi về. Trong những năm gần đây, khối FDI ngày càng đóng một vai trò lớn hơn trong kim ngạch xuất khẩu, mặc dù họ chỉ chiếm 19% nguồn vốn xã hội và chỉ chiếm 5% tổng số doanh nghiệp. Những năm trước đây, FDI chiếm 69 đến 70% tổng kim ngạch xuất khẩu, còn 2 năm trở lại đây, khối này đã tăng tỷ trọng xuất khẩu lên đến 74%. Điều này cho thấy khối nội đang bị lép vế trước khối ngoại để cho nền kinh tế mỗi ngày một vững mạnh thì khối nội phải tăng dần vai trò đối với nền kinh tế, chứ không thể giảm dần vai trò như vậy được. Đây là sự yếu kém rõ ràng của ông Phạm Minh Chính, người đang nắm chức thủ tướng hiện nay. Với đôi chân què, nền kinh tế liêu siêu. Nếu ví nền kinh tế Việt Nam là một cơ thể, thì khối doanh nghiệp nhà nước và khối doanh nghiệp tư nhân là hai cái chân, còn khối FDI chỉ là thành phần trợ lực cho nền kinh tế, nó được ví như một cây nạn tuy nhiên nền kinh tế việt nam hiện nay như bị liệt hai chân và chỉ đứng nhờ trên cây nạn gỗ mà thôi đây là một nền kinh tế không có nền móng nếu khối fdi mà rút thì nền kinh tế việt nam sụp đổ như một lâu đài cát đảng cộng sản lãnh đạo đã làm nên một nền kinh tế rỗng chân như thế hậu quả là dân gánh chứ đảng vẫn mạnh quan chức vẫn giàu cũng theo con số thống kê hoa kỳ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của việt nam với kim ngạch ước đạt 88 tỷ USD. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 99,6 tỷ USD. Trong 11 tháng đầu năm 2023, xuất siêu sang Hoa Kỳ ước đạt 75,5 tỷ USD, nhập siêu từ Trung Quốc 43,7 tỷ USD. Nói chung, nền kinh tế Việt Nam đang kiếm ngoại tệ từ thị trường Mỹ và đem cúng phần lớn cho thị trường Trung Quốc hình ảnh khối nội te tua tơi tả để việt nam có thể độc lập trước trung quốc thì phải độc lập cả nền kinh tế lẫn chính trị về kinh tế thì cần giảm sự phụ thuộc vào kinh tế trung quốc tuy nhiên với đôi chân què mà đảng không biết cách chạy chữa thì nền kinh tế việt nam làm sao tự đứng được đây cho nên dưới bàn tay cai trị của đảng cộng sản việt nam thì việt nam sẽ chỉ ngày càng phụ thuộc hơn vào trung quốc cả về kinh tế lẫn chính trị. Đó là những gì thể hiện qua những con số, nếu đi sâu vào đời sống dân sinh và xem tình hình thị trường của Việt Nam thì mới thấy nó nát bét không còn đường chữa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo chấm đê với bản tin Nền Kinh tế với đôi chân què và một cây nạn gỗ, môi tiền Mỹ cúng cho tàu sơi nợ luật biểu tình hốt lưu bình nhưỡng chặn ý dân tô nhận lệnh ai tuyên chiến với dân từ năm 2013 bộ công an được chính phủ giao soạn thảo luật biểu tình nhưng đã 10 năm bộ công an vẫn cứ trơ trơ không hề quan tâm đến việc họ đang nợ dân bắt đầu từ thời ông trần đại quang làm bộ trưởng và cho đến nay thời ông tô lâm vẫn thế ở các nước dân chủ theo tổng thống chế các nghị sĩ sẽ đề xuất và soạn thảo các luật sau khi tham khảo ý kiến của các bên liên quan trong thể chế đại nghị chính phủ cũng là nơi trình các dự luật lên quốc hội tuy nhiên dù tổng thống chế hay đại nghị chế thì vai trò của các nghị sĩ các đại biểu quốc hội cũng rất quan trọng họ có quyền xem xét dự luật và đưa ra các yêu cầu sửa đổi cuối cùng họ có quyền tham gia vào các việc quyết định thông qua hay không thông qua một dự luật còn ở Việt Nam, các đại biểu quốc hội chỉ có nhiệm vụ gật theo ý của đảng, nên chẳng có quyền hành gì trong việc đòi hỏi Bộ Công an phải thực hiện lời hứa. Hình ảnh ông Tô Lâm dở trò cù nhây với luật biểu tình. Nói tóm lại, nếu là quốc hội có thực quyền, thì dù cho luật do quốc hội soạn thảo hay do chính phủ soạn, thì quốc hội mới là bên quyết định ở các nước đại nghị nếu chính phủ dở trò không soạn thảo dự luật được theo yêu cầu hoặc thực hiện các chính sách không được lòng dân thì quốc hội có quyền giải tán chính phủ đó thực ra đảng cộng sản không muốn cho dân biểu tình nhưng vẫn phải đưa quyền biểu tình vào hiến pháp mục đích của đảng cộng sản là tạo ra bản hiến pháp trong có vẻ dân chủ để lừa dân và lừa cả các tổ chức quốc tế tuy nhiên do người dân đòi hỏi luật hóa vấn đề này nên đảng cộng sản dở trò vờ giao cho bộ công an biên soạn nhưng thực chất là chỉ đạo cho bộ công an treo vĩnh viễn dự luật này đó là lý do vì sao đã qua hai đời bộ trưởng bộ công an nhưng vẫn không luật hóa được vấn đề này ai chỉ đạo cho trò cù nhây này của bộ công an nếu không phải là ông nguyễn phú trọng hình ảnh ông trọng đang tìm cách trói tay bệnh miệng dân miệng thì hô hào nhà nước của dân do dân và vì dân nhưng thực chất đảng cộng sản luôn tìm mọi cách bịt miệng còng tay dân để dân không thể nào cựa quậy được thì họ mới an tâm cấm tự do báo chí là bịt miệng dân dở trò cù nhây với luật biểu tình là trói tay dân ngoài ra còn rất nhiều chiêu trò khác mà đảng đã áp dụng mục đích là để kiểm soát hoàn toàn nhân dân đảng viên thì đạo đức giả đảng thì dân chủ giả tự do giả việc dựng lên quốc hội cũng là giả chỉ làm thế để cho có vẻ dân chủ. Trước đây, họ còn cho phép một vài người được lên tiếng vì dân để tạo ra bầu không khí có vẻ dân chủ ở nghị trường. Trước đây là ông Dương Trung Quốc, sau đó là ông Trương Trọng Nghĩa và mới đây là ông Lưu Bình Nhưỡng. Khi thấy ông Lưu Bình Nhưỡng quá nhiệt tình với dân thì họ đâm ra lo ngại nên đã ông văn ra khỏi vai trò đại biểu quốc hội khóa 15 rồi ngang nhiên bắt ông mà chưa đưa ra lý do thỏa đáng từ việc chỉ đạo Bộ Công an Cù Nhây luật biểu tình rồi chỉ đạo Bộ Công an bắt ông Lưu Bình Nhưỡng cho thấy chủ trương của đảng Cộng sản là nhất quán, đó là loại bỏ hết mọi quyền lợi mà người dân có thể có. Hình ảnh ông Tô và ông Tổng vẫn chưa thuyết phục được dân vì lý do bắt ông Lưu Bình Nhưỡng. Quan thì tham lam ăn của dân không từ một thứ gì, họ cấu kết nhau ra chính sách trấn lột dân để chia chác. Ông Tổng dựng lên vỡ tuồng chống tham nhũng, nhưng là cách để vừa cho dân uống nước đường lại vừa loại bỏ tạp chất trong cơ cấu quyền lực trong hệ sinh thái của nguyễn phú trọng nếu ông trọng thực sự vì dân thì ông đã không chỉ đạo cho bộ công an cù nhay luật biểu tình ông đã không chỉ đạo loại bỏ những tiếng nói có lợi cho dân hiện nay vụ án lưu bình nhưỡng càng hiện ra bộ mặt của chế độ họ bắt người tùy tiện bắt trước bằng một tội vớ vẩn rồi tiến hành bới lông tìm vết để bù tội sau Ông Tô đang cho công an Thái Bình gom hết các công văn giấy tờ mà ông Lưu Bình Nhưỡng đã gửi đi các nơi, mục đích là để tránh lọt ra ngoài và cũng là cách để bới lông tìm vết, để cố ghép tội cho ông Lưu Bình Nhưỡng mà thôi. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm với bản tin Nợ luật biểu tình, hốt Lưu Bình Nhưỡng, chặn ý dân, Tô nhận lệnh ai, tuyên chiến với dân. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời Báo Chấm D để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời Báo Chấm D.